Xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Kiên, trưởng phòng tư vấn đầu tư 131 của công ty cổ phần chứng khoán VPS. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin ngày hôm nay, bản tin nhận định thị trường phiên giao dịch ngày 22 tháng 9 năm 2022. Thì trước khi vào bản tin ngày hôm nay, hy vọng rằng anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo. Ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình. Trong bản tin ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những 3 phần Đấy, phần thứ nhất là thị trường trong phiên giao dịch phải qua cái góc nhìn về phân tích kỹ thuật và rút ra được hành động của chúng ta trong các phiên giao dịch tiếp theo. Phần thứ hai là điểm qua một số các dòng cổ phiếu chính trên thị trường, Đấy, các loại dòng cổ phiếu có thể tiềm năng trong các phiên giao dịch uh, tới. Và phần cuối cùng chính là một số các mã cổ phiếu mà mình đã lọc sẵn thì của anh người có thể là tham khảo thêm uh, một số các mã cổ phiếu có cái điểm mua. Vậy thì chúng ta cùng đến với cả thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mặc dù là đêm qua theo giờ Việt Nam thì Fed cũng chỉ tăng 75 điểm phần trăm như kỳ vọng nhưng mà đến cuối phiên thì cuối phiên giao dịch thì thị trường chứng khoán Mỹ thì lại giảm đến 1,7 điểm à 1,7 phần trăm thì tương đương là hơn 500 điểm vì thế là cái đà lan tỏa này nó cũng tới Việt Nam khi mà mở cửa phiên thì chúng ta đã có một cái gap rơi tận hơn 10 điểm và trong phiên giao dịch thì có những cái lúc mà thị trường còn mất cả cái mốc hỗ trợ tâm lý 1200 Đấy, khi mà một số các mã cổ phiếu trụ như là VHM hay là à, VIX bị bán, những cái, bị có những lúc mà bị bán rất là mạnh, đây ví dụ như là VIX này, VIX cuối phiên còn đóng xanh, tuy nhiên là à, cuối à, lúc à, trong phiên thì có những lúc mà nó bán sàn luôn, đấy, Thế tuy nhiên rằng là à, các mã cổ phiếu cơ bản của thị trường thì đều không bị bán quá mạnh và không có sự hoảng loạn, lại có cái nhịp mà phục hồi lên từ cái lúc sau giờ chiều, đấy, từ phiên giao dịch buổi chiều. Đấy, và ở các các cái nhịp phục hồi này thì đến từ các cái mã cổ phiếu dòng à, đầu tư công này, chứng khoán này, rồi bất động sản. Đấy, một số các mã cổ phiếu được khuyến nghị trong uh, khi ngày hôm qua, trong cái bản tin hôm qua của mình như là Dịch uh, ADS, uh, này, HCM hay là 517 thì đều tăng uh, rất là tốt. Cái đóng cửa phiên giao dịch thì VNX hôm nay tăng 1,45% từ đường 0,4515 điểm, tương đương 0,34%. 254 mã tăng và 204 mã giảm. Đấy ở uh, uh, VN30 thì hôm nay uh, tăng nhẹ hơn một chút với 0,74 điểm, tương đương 0,06%, 17 mã tăng và uh, 7 mã giảm. Thì số mã giảm, à, số mã giảm và số mã tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó cũng uh, tương đồng với nhau. Đấy, và thanh khoản hôm nay thì mặc dù là hơn phiên hôm qua đấy, trên 10%, tuy nhiên rằng là uh, vẫn đang ở cái mức rất thấp, đấy, đạt uh, 11.600 tỷ. Chúng ta cùng đến với cả khung đồ thị của VN Index. Đây, hôm nay thì mình uh, mình thì bình thường là dùng qua Uh, file Tuy nhiên dòng trong đoạn này thì mình chuyển sang dùng ami thì nó quen hơn rất là nhiều đấy thì uh, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có một cái điểm tích cực đầu tiên Đấy chính là việc mà index uh, đóng cửa cao nhất phiên để cho thấy rằng cái lực uh, cầu vào thì tương đối là mạnh thì, Tuy nhiên xét về xu hướng thì chúng ta thấy rằng là các cái đỉnh sau nó vẫn đang thấp hơn các cái đỉnh trước của giá cho nên rằng là để mà nói rằng nó chưa để mà nói rằng là đang ở trong xuống gì thì chúng ta vẫn phải khẳng định với nhau một điều rằng là VN-Index đã đang ở trong một xuống giảm đã đang ở trong xuống giảm và các cái nhịp mà nó tăng lên như thế này thì vẫn chỉ coi là những cái nhịp hồi phục mà thôi Đấy. À, chúng ta có một cái kháng cự rất là mạnh à, khi mà trong cái nhịp hồi lên đấy chính là vùng 1.200 ở à, đây là 1.220 đấy. nếu mà khỏe hơn một chút thì có thể lên được 1.230 thì ở đây là các cái vùng ở đây thì nó trùng với cả hai vùng thứ nhất là cái flat mechi flat và thứ hai là 1.230 thì nó trùng với cả cái vùng À, đất gãy ở trước thì nếu mà khỏe hơn nữa đấy, thì tối đa thì mình đánh giá là nó chỉ lên được quanh vùng 1240 thì đấy thôi 1240-1245 đấy chính 1240, là cái đường vùng cân bằng à, tối đa mà VNX trong dạng này nó có thể là hồi lên được tuy nhiên rằng là cái kịch bản mà hồi lên được đến cái vùng đấy thì mình không đánh giá cao đấy, còn à, chúng ta nhìn thấy ở cái trên khung chỉ báo của Eye, đấy, thì, à, MACD thì vẫn đang có xuống cắm xuống đấy, nó vẫn chưa có những cái tín hiệu là dừng giảm rõ rệt đúng không, dừng giảm rõ rệt rồi thì mình không có ở trong cái chart đồ thị này. Tuy nhiên rằng nó cũng chỉ mới thoát khỏi vùng quá bán thôi. Chúng ta cũng xem cùng điểm qua trên khung 1 giờ ở đây, ở phiên này. Thì trên khung 1 giờ của VNX thì nó đẹp hơn một chút khi mà nó đang có hình thành những cái phân kỳ dương hai đoạn. Đấy, thì cái phân kỳ dương này thì mình cũng đã thể hiện cho mọi người rất là nhiều rồi. Đấy, khi ở đây là cái mũi tên là đâu ta? Đây. đây Khi phân kỳ dương khi mà cái đáy sau à, của giá thì nó lại à, thấp hơn, thấp hơn nhau. Còn đáy sau của MACD thì nó lại cao hơn. Đấy thì chúng ta có một cái kịch bản hay là một cái mẫu hình phân kỳ dương khá là điển hình. Đấy, hôm nay thì, phiên hôm nay thì mà, à, giá của MACD, à, của VNDAX thì nó đã vượt qua, đấy, vượt qua cái đỉnh trung tâm, đấy, vượt qua đỉnh trung tâm ở đây và vượt qua cả à, đường M20 cho nên là cái kháng cự rất là mạnh, có quanh vùng 1224 chính là cái cạnh trên của giải Bollinger Band Đây, cạnh trên của giải Bollinger Band Còn nếu mà khỏe hơn một chút thì có thể là À, lên cao hơn một chút ở quanh vùng này, chính là vùng đứt gãy của giai đoạn trước, ở quanh vùng 1234 thì hai cái mốc kháng cự này là hai cái mốc điển hình của vndex trong dạng này và từ thì khi chúng ta cùng kết hợp với cả khung giờ ngày và khung giờ thì chúng ta thấy rằng là cái kháng cự của VNX rất là mạnh 1220, 1230 thì so với điểm hiện tại thì chúng ta sẽ còn cái đà tăng có thể nói là từ 10 đến 15 điểm nữa thì đối với mình đối với mình đánh giá thì đây không phải là một cái con số quá lớn để việc chúng ta chết đinh trong trung uh, hạn hay là dài hạn Ê, vì thế là nếu mà có hàng về thì mọi người nên canh chốt lời dần nhất là những cái mã cổ phiếu nào mà nó đang uh, có cái đà tăng từ uh, 8 đến 10 phần trăm như là dòng đầu tư công dạng này thì hàng về của anh chị nhiều tư thì như là LCG này hay là FCN này đều được uh, 8 đến 10 phần trăm hết cả rồi để chúng ta hãy cùng xem xét những cái việc chốt lời đấy, còn uh, nếu mà ai uh, đinh theo dài hạn một chút hay là chết đinh theo các cái thông tin vĩ mô rồi uh, theo uh, cơ bản hay là theo uh, uh, phân tích báo cáo tài chính thì chúng ta cũng sẽ cùng uh, thì có thể là nắm giữ được bởi vì cái chạc uh, các mã cổ phiếu đầu tư công này thì cũng đang khá là ok đang rất là tích cực uh, dòng tiền trong dạng này thì chúng ta thấy rằng là uh, nó chưa uh, tương đối là yếu Mấy hôm nay thì đạt 11.000 uh, hơn 11 000 tỷ thôi Đấy, dòng tiền thì nó có sự phân hóa rất là mạnh Đấy, vì thế là trong dạng này thì nó phù hợp với cả cái việc là đánh lướt tới cộng nhiều hơn có nghĩa là cái mà thị trường nó sẽ xoay tua hôm nay thì nó sẽ chạy dòng này hôm nay hôm sau thì nó sẽ chạy, chạy dòng khác Đấy, và à, cái phương pháp phù hợp trong dạng này thì chúng ta sẽ lên đánh lướt tới cộng qua và đảo nhanh qua các dòng Đấy, tỷ trọng thì chỉ lên ở cái mức 50 đến 70 thôi chúng ta đang vẫn đang ở trong một cái xu hướng giảm đang ở trong một xu hướng giảm và chưa có cái tín hiệu nào rõ nét cho cái việc là nó đã quay trở lại một cái xu hướng tăng cả Đấy, khi mà à, nếu mà mọi người kẻ các cái kênh tăng giá từ đây từ đây lên đây này thì nó đã mất kinh tăng giá từ tận cái ngày mùng à, 7 tháng 9 này rồi. Đấy. vẫn đang trong một xu hồi phục thôi. Ok, thì tiếp theo là chúng ta à, đã qua cái phần à, hành động của nhà đầu tư rồi. Đấy. thì chúng ta tiếp theo là đến phần thứ hai là phần à, dòng à, các các dòng cổ phiếu thì, à, có thể là đón các dòng tiền à, tham gia vào à, trong các phiên giao dịch tới thì à, trước tiên là mình sẽ đến với cả dòng chứng khoán thì hôm nay có dòng chứng khoán thì có với HCM thì đây là dòng cổ phiếu mà mình đã thông báo cho anh chị nhà đầu tư trong các cái bản tin trước Đấy, khi mà dòng cổ phiếu này đã giảm sâu và giảm trước thị trường rồi vì thế thì các cái nhịp hồi thì nó sẽ hồi có thể nói là hồi trước thị trường Đấy, và ngoài ra thì các cái mã cổ phiếu à, ngoài ra thì trong dòng chứng khoán này thì có mã cổ phiếu là HCM thì đang có cái đà dẫn rất, rất là tốt Đấy, HCM này thì hôm nay mình cũng có khuyến nghị với HCM này, hôm nay thì một số các mã cổ phiếu trong nên giao dịch ngày hôm nay thì mình có khuyến nghị với HCM ở đây. Đấy, hôm qua thì à, đã canh nó rồi. Nhưng hôm nay thì khi mà khuyến nghị thì cũng không mua được cái mã cổ phiếu này. Khi mà nó lên à, 26.1 thì phải. Thì nó không test về vùng 25.9 nữa. Đấy, ngoài ra thì có thêm à, TCM này. Có thêm CI này. À, 517, 517 thì hôm nay tăng khá là ấn tượng. Mình có hàng cái mã này. Còn CI thì có hàng sẵn trước. Đấy. Một số các mã cổ phiếu mà mình khuyến nghị hôm nay thôi. Đấy, còn lại thì với HCM thì chúng ta sẽ nhìn trên cùng ngày. Thì đây là một mã cổ phiếu hôm nay đã vượt qua đường à, M20 thì là cái đường giá 26.2 này rồi đấy và à, nếu như chúng ta có một cái kẻ một cái kênh uh, tăng giá à, trên giảm giá thì với mã cổ phiếu này thì nó đã vượt qua trên giảm giá rồi thì cái cơ hội chúng ta vẫn còn đấy, cơ hội mua thì vẫn còn khi mà chúng nó trong các phiên tiếp theo có thể là nó sẽ điều chỉnh về quanh giá 26.6 thì kháng cự của của HCM sẽ quanh giá 28.4 thì chúng ta có thể là canh mua vùng đó và à, có một cái uh, à, target quanh vùng quanh vùng 28.6 này từ à, 5 đến 10 phần trăm khá là ok đấy, với HCM và hôm nay thì chỉ báo mà CD của HCM cũng đã cắt lên không rồi à, thì đây là một tín hiệu khá tốt mây Chimoku thì đang trong một xuống mây tăng như này thì à, đang một xuống gọi là đạp mây đi lên thì vẫn với HCM thì đây một mã cổ phiếu cũng rất là khỏe tiếp theo là với VND này VND thì nó đang không được khỏe bằng với HCM nếu chúng ta có thể là canh mua thì với mã cổ phiếu này thì chúng ta nên canh mua khi mà trong khung giờ thì nhiều hơn và sẽ xem khung giờ thì với mã cổ phiếu này nó đã có hình thành ít nhất là một đỉnh này, Đấy, một đỉnh của CD và cái điểm mua à, hôm nay thì chạm cái cạnh trên giải Bollinger band nên là kiểu gì là trong phiên ngày mai thì khả năng cao nó sẽ có cái nhịp chỉnh, Đấy, nhịp chỉnh quay về đây, Đấy, quay về quanh cái vùng à, 18.5 thì chúng ta có thể là canh mua được, 18.5, 18. và tích lũy có thể nếu mà tích lũy ở trên vùng 18.4, 18.5 này thì mua càng là ok. Đấy, với cái kháng cự đây, với kháng cự của nó sẽ ở quanh ra 20. Đấy 20 đến 20.4 thì chúng ta có thể là canh chốt lời ngắn hạn được. đây là các cái mã cổ phiếu mà nó dòng chứng khoán nó không khỏe bằng. tương tự như là, là RSI, kháng cự của nó rất là mạnh vùng 22.4 thì chúng ta có thể là canh chốt đỉnh được. Khi mà gọi là nếu hoặc là có hàng sẵn thì chúng ta có thể là mua sớm được. <laughs> mua sớm và canh đảo được không. Đấy, thì tiếp theo dòng chứng khoán, dòng chứng khoán thì các dạng các cái mã cổ phiếu thì tương tự nó chạy như nhau nhé, không khác gì cả. Đấy, ví dụ như ông CTS này kháng cự quanh vùng 17 18.7 này. Hay ông MBS thì cũng tương tự này. Đấy, kháng cự của nó đều quanh giá 18.5, chúng ta có thể là canh bán để lướt thì không được. Còn lại thì các mã cổ phiếu nào cứ như HTM thì chúng ta sẽ mua. Đấy, các cái điểm mua thì chúng ta xem trên khung giờ. Đấy, và uh, các cái điểm mua thứ hai thì khi nó vượt mờ hai 20 chúng ta sẽ có cái điểm mua thứ hai được. Đấy, tiếp theo là với à, dòng bất động sản, đấy, bất động sản thì một số các mã cổ phiếu điển hình như là Dixel thì thực ra là cũng chặn chạc tương tự. Cái kháng cự của Dixel nó sẽ ở quanh đích nó sẽ ở quanh giá 16 à 36.6. Hỗ trợ thì nó sẽ ở tận quanh vùng 28.6 cơ. Đấy, Dex hôm nay cũng hồi khá tốt. Sell thì hôm nay cũng đây, Dexel thì hôm nay có kháng cự ở quanh vùng này, đây cũng là vùng đứt gãy của Sell. đứt gãy của Sell quanh giá 30.5 chúng ta có thể là kênh đào hàng đấy được. Số các mã cổ phiếu đang trong chân tăng ví dụ như là CKG thì với mã cổ phiếu này thì nó đang dính cái phân kỳ hai đoạn rồi nên là việc mà mua thì khả năng cao là mình sẽ không cho mua trong dạng này nếu nếu mà trừ trường hợp mà nó có cái cách đánh là nó vượt hẳn đây nó hình thành một cái mẫu hình tam giác hướng lên thì đây là một đây cũng là một trong những cái hình tăng mẫu hình tăng giá nhé đây cũng là một trong những mẫu hình tăng giá một cái mẫu hình tam giác hướng lên thì cái việc mà chúng ta chỉ có thể mua mới khi mà nó vượt qua hẳn cái giá 29.7 mươi chín này thì đấy là với CKG này rồi LDG đi LDG thì hôm nay à, thì cái kháng cự của nó cũng ở trùng cái vùng này, đấy quanh 9.9 uh, thì chúng ta sẽ có thể là có hàng thì chúng ta canh bán hoặc là có đã lướt tới không thì chúng ta cũng đảo tới không ở đấy. 577 thì với mã cổ phiếu này thì hôm nay mình đã cho mua rồi với các cái uh, tiêu điểm như là MACD cắt lên này hay là RSI nó đang ở cái vùng uh, hay là uh, cái trên trạc đồ thị trên cung ngày trên uh, cái trạc đồ thị của nó thì nó đang uh, hình thành cái mẫu hình khá là đẹp. Đấy tích lũy theo dạng uh, mẫu hình cốc tay cầm như trên cung dạng ngày. Nó cũng uh, không quá là hoàn thiện nhưng mà với cái dạng trạng này thì khá là ok. Đấy, chúng ta có thể là canh mua thêm thì nó tết, tích lũy lại quanh cái giá 19. Tiếp theo là g đi. Ok thôi DGR hôm nay chạm rồi, thì mai chúng ta có thể là canh mua thêm. À, dòng ngân hàng thì mình sẽ chỉ đánh giá một số các mã cổ phiếu thôi. Ví dụ như Vbank, Vbank thì trong các phiên vẫn đang trong một cái đà giảm. vẫn đang trong một cái đà giảm mà kháng cự của nó rất là mạnh vùng 30 thì anh chị có hàng trong dạng này thì có thể là canh mua được mua để lướt tới không khi mà nó À, hồi về quanh giá 30.3 thì đây là với banh này rồi uh, VIP VIB hôm nay cũng tăng khá là tốt đây là mã cổ phiếu mà nó tăng uh, mạnh hơn cả thị trường à, mạnh hơn cả dòng ngân hàng Đấy, và cái kháng cự của nó rất là mạnh quanh vùng này dùng giá 24.6 nếu trường hợp mà lên được vùng à, uh, uh, 23.7 chúng ta có thể là canh bán một phần và nếu mà trong trường hợp mà lên 24.6 thì chúng ta nên bán hết với VIB có thể là đón cái nhịp sau khi mà MACD nó hình thành hai đáy lúc nào mà MACD hình thành hai đáy thì chúng ta mua thì sẽ có cái tỷ lệ chiến thắng rất là cao, cao hơn rất nhiều so với cả cái việc mà chúng ta mua một đáy nhé Tiếp theo là đầu tư công này. Đầu tư công thì thôi, đây là nếu mà có ai còn hàng thì chúng ta có thể nắm giữ thêm hoặc là có thể là chủ động chốt lời với các cái các cái lợi nhuận từ 8 đến 10% là có thể là chốt khá là ok rồi. Đấy, với với HV này, hôm nay thì HV đã vượt qua cái À, hôm nay để đóng cửa hình như là cao nhất phiên Đấy, thì kháng cự của nó sẽ quanh vùng này luôn nhưng hôm nay thì hình như là vô cũng đã tăng khá là tốt thì cho hướng tới cái mục mục tiêu 19 thì chúng ta có thể là canh chốt lời ở đây cũng được đây vùng, vùng mục tiêu 19 này và ngoài ra cái vùng 19 20 này nó có một kháng cự rất là mạnh nhá 19 20 kháng cự rất là mạnh ngoài cái đỉnh ở đây và ngoài cái flat mấy đây thì mình nghĩ rằng là nó cũng không quá không 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 vượt quá ở đâu FCN này FCN thì hôm nay đóng cửa cũng cao nhất phiên Đấy, mặc dù là ngày mai chia cổ tức đến à, chia cổ tức là 300 đồng, bằng, uh, 300 đồng bằng tiền mặt thì phải mai chia cổ tức bằng 300 đồng là tiền mặt thì kháng cự tiếp theo của nó sẽ quanh giá 18.5 chúng ta sẽ cùng uh, uh, có thể là chốt lời đấy cũng được thì mọi người đã có hàng thì chúng ta sẽ nên uh, chủ động chốt lời sau phải VCG thì hôm nay sau một cái nhịp tích lũy đến 3 phiên thì hôm nay cũng bật tăng trở lại kháng cự của nó quanh vùng giá 27 mà CD em đang cắt lên như này thì uh, mình nghĩ rằng là nó sẽ lên vùng 27 sớm thôi LDG thì hôm nay mình cũng được 10% rồi kháng cự chính của nó sẽ quanh giá 12.3 cùng chung với cả cái cạnh trên giải Bollinger Band nhưng nếu mà đã vượt qua vùng này thì khả năng cao sẽ lên vùng 13.8 14 bốn. đây là cái vùng mục tiêu của chúng ta với các mã cổ phiếu đồng đầu tư công hay là KSB đây là mã cổ phiếu với KSB thì mình đánh giá là nó vẫn còn cái biên độ tăng rất là tốt khi mà các mã cổ phiếu đầu, đầu, tư công của nó đã chạy hết rồi thì KSB thì chúng ta có thể là canh mua được khi mà nó vượt qua vùng giá hai à, vượt qua và tích lũy trên cái giá 20 26 26.6 này một hai phiên nữa chúng ta có thể mua được trạng chạc, chạc tương tự như là Cg thôi. Đấy. Hôm này thì yếu hơn một chút khi mà đang giao dịch dưới mây nhá, đang giao dịch dưới mây. Ok thì phần uh, cuối cùng, Đấy, phần cuối cùng trong uh, video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với các cái mã cổ phiếu mà mình lọc được để mọi người có thể là tham khảo thêm trong các phiên ngày mai. Hôm nay ở đây thì mình có hai bốn sáu sáu mã cổ phiếu, à, một số các mã cổ phiếu mình đã khuyến nghị rồi, ví dụ như năm này, hay là HCM này, rồi uh, Đấy, thì mình sẽ không khuyến nghị thêm ở lại nữa thì chúng ta nếu mà chưa có điểm mua thì chúng ta sẽ xem lại video ngày hôm nay và ngoài ra thì xem lại các video trước thì một số các mã cổ phiếu như là ABS này thì đây là một mã cổ phiếu mà nó dạng chạc nó đánh tương tự như là 57 đấy, khi mà à, nó đang hình thành cái mẫu hình vai đầu vai ngược và đã test thành công trong phiên nhà giao dịch ngày hôm qua. Đấy, hôm nay thì đóng cửa phiên 13.5 thì cũng 3.05 khá là ok. Để trong các phiên ngày mai, nếu mà chúng ta à, nếu mà vẫn tích lũy ở quanh vùng này, chúng ta có thể là cái mua được. Đấy, hôm nay thì cũng vượt cái giá 12.4 này rồi Đấy, thì nếu mà vượt hẳn cái giá 13.6 thì chúng ta có cái thì chúng ta hãy tự tin là mua thêm Đấy, với cái kháng cự này thì mình đánh giá nó cũng không mạnh khi mà nó đã có 3 lần chạm đến kháng cự này rồi có nghĩa là cái lực uh, cung hàng đây thì nó đã có thể là có phần chi tiêu hết Đấy, cái vùng 14.5 thì hướng tới vùng 14.5 đến vùng 15 thì khá là ok cho ở đây là chúng ta được khoảng lợi nhuận từ 10 đến 8 đến 10 Đấy, tiếp theo khỏe hơn thì sẽ lên vùng 16 đây là ABS này. Rồi uh, TCM. Đấy, TCM cũng là một mã cổ phiếu hôm nay mình khuyến nghị với cái giá 42. Tuy nhiên rằng nó đang giao dịch ở dưới mây như này thì khả năng cao nó sẽ còn tích lũy thêm. Nếu trong trường hợp mà về 42 đến 42.5 thì chúng ta có thể là canh mua thêm được cái mã cổ phiếu này được. Đấy, MACD thì cũng đã chuẩn bị cắt lên rồi nhé. Đấy, hay là thêm một mã cổ phiếu như CI này. Đấy, CI hôm nay có khuyến nghị rồi nhưng kiểu gì nó cũng sẽ có tích lũy thêm ở đây. Đấy, thì cái điểm mua của chúng ta sẽ ở quanh giá 29. 21.9 đến 22. Đấy nếu mà trong trường hợp mà nó vượt hẳn qua cả cái vùng này thì chúng ta sẽ có điểm mua thêm với CI nhé Đây, vượt hẳn qua cái đường ma 20, vậy vượt hẳn qua 22.7 thì chúng ta sẽ mua thêm, mua mạnh lên cũng được. Cái kháng cự của nó ít nhất là nó sẽ lên vùng 25.2 lại một lần nữa. Ok thì như vậy là bản tin của mình hôm nay đã kết thúc ở đây. Thì hy vọng rằng bản tin sẽ mang lại một số các thông tin hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công và gặp được nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.